tất cả quý vị đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi lựa chọn mật ong thì đôi khi chúng ta sẽ có những thắc mắc là làm cách nào có thể phân biệt được mật ong thật và mật ong giả, cũng như là khi lựa chọn mua những loại mật ong có chất lượng thì cần phải lưu ý những điều gì. Ngày hôm nay trong chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng, chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu về mật ong cũng như là cách lựa chọn mua mật ong quý vị nhé. Từ xưa đến nay, mật ong luôn được coi là một món quà kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Mật ong là chất ngọt không lên men, do ong lấy mật hoa hoặc dịch tiết từ bộ phận sống khác trên cây tạo ra. Sau khi thu thập về, chế biến và trộn với những chất liệu đặc biệt, rồi bảo quản đã đạt độ chín trong bánh tổ mật. Mật ong không được có bất kỳ hương vị hoặc mùi khó chịu nào được hấp thụ và chất lạ trong quá trình chế biến và bảo quản, cũng như không chứa những chất độc thực vật tự nhiên với hàm lượng có thể gây hại cho sức khỏe con người. Mùi vị và thành phần của mật ong rừng nguyên chất rất đa dạng, tùy thuộc vào các loại hoa khác nhau và khoảng thời gian tạo mật ong khác nhau. Tác dụng của mật ong rừng rất phong phú do nó có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao và mang thuộc tính chống vi khuẩn. Mật ong có rất nhiều công dụng như làm tăng sức dẻo dai của cơ thể và giúp cho cơ thể nhanh chóng phục hồi. Vì vậy, trong thi đấu thể thao, các vận động viên thường sử dụng mật ong để tránh mệt mỏi. Có tác dụng giúp cơ thể chống nhiễm khuẩn, an thần, các bệnh về đường hô hấp, ho, viêm thanh quản. Mật ong rừng còn có khả năng sát khuẩn, làm liền sẹo nhanh chóng. Vì vậy, khi bạn bị bỏng nhẹ hay bị côn trùng cắn đốt, có thể dùng mật ong bôi lên vết thương. Trong mật ong có chứa fructosa, đây là chất có tác dụng giúp cơ thể thư giãn rất tốt. Bên cạnh đó, mật ong còn có tác dụng về thẩm mỹ như làm sạch da, làm cho da mặt trở nên mềm mại, sáng hồng hơn, chống khô môi, chăm sóc da và tóc rất tốt. Mật ong có nhiều chất ngọt hơn đường kính và có các tính chất hóa học hấp dẫn cho việc làm bánh, thức uống và làm thuốc chữa bệnh. Mật ong có hương riêng biệt nên nhiều người thích ăn mật ong hơn đường và các chất ngọt khác. Để tìm hiểu về mật ong trong chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện cho công ty ong mật Cao Nguyên Highland Bee, để cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này quý vị nhé. Xin chào chị và cảm ơn chị đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Bảo Anh, chào quý vị khán giả. Thưa chị, hiện nay đối với lại mật ong thì nó có bao nhiêu loại ạ? Mật ong thì hiện có rất là nhiều loại, nó phân biệt theo mùi phấn hoa. Thì mình có mật ong hoa nhãn, hoa cà phê, hoa rừng. Thì tùy theo cái loại phấn hoa mà con ong nó hút thì nó sẽ có màu sắc và độ đặc lỏng khác nhau. Đối với lại mật ong thì mật ong rừng và mật ong nuôi nó có điểm gì khác nhau ạ? Trên thực tế thì mật ong rừng thì là do người dân đi khai thác những cái tổ ong hình thành tự nhiên trong rừng, khai thác mật nó về. Còn mật ong nuôi là do người tạo ra những cái thùng ong để cho ong đến làm tổ. Rồi sau đó họ sẽ đem đến những cái vùng mà có nhiều hoa để cho ong nó đi hút mật hoa đó về làm mật. Thì trên thực tế thì về thành phần chất lượng thì nó vẫn như nhau, do nó đều là được hút mật ong hoa trong tự nhiên về để làm thành mật ong. Thì là nó giống nhau ạ. Chỉ có khác nhau thì mật ong hoa rừng thì nó hút những cái hoa ở trong rừng thì nó đa dạng về loại hoa, thì cái mùi vị của nó chung chung hơn là mật ong mình nuôi theo từng khu vực. Giống như hoa cà phê hay là hoa nhãn thì mình sẽ có cái hương vị đặc trưng của từng loại hoa đó. Cái thành phần thì nó như nhau. Thưa chị Yến Nhi, đối với mật ong thì thường sẽ có hạn sử dụng là bao lâu ạ? Thông thường thì mật ong mình có thể sử dụng trong 2 năm là tốt nhất. Nhưng mà đối với cách bảo quản thì mình có thể bảo, nếu như bảo quản tốt, mình có thể bảo quản từ 3 đến 10 năm vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà phải bảo quản đúng cách. Nhưng mà tốt nhất thì mình sử dụng trong 2 năm đầu tiên thì cái chất lượng mật nó được đảm bảo hơn. Đối với lại người tiêu dùng khi lựa chọn mật ong thì bằng mắt thường có thể nhìn qua màu sắc của mật ong đánh giá được chất lượng của mật ong hay không ạ? Hoặc là tại sao có một số loại mật ong lại có màu đen, và khi mật ong chuyển sang màu đen thì liệu nó còn chất lượng để mà chúng ta có thể tiếp tục sử dụng được không ạ? Bình thường thì mình sẽ không có dựa vào màu sắc để mà đánh giá chất lượng mật ong, do tùy theo cái loại phấn hoa mà ong nó hút thì nó sẽ ra cái màu sắc khác nhau. Như mật ong hoa nhãn thì nó sẽ có cái màu vàng trong, mật ong hoa bạc hà thì cái màu nó sẽ hơi xanh, mật ong hoa cà phê thì sẽ có màu cánh gián sẫm màu hơn một chút. Nhưng mà mật ong nguyên chất ban đầu không phải là màu đen,
nó màu nó chỉ có sẫm màu thôi, chứ không có màu đen. Do mình và cách bảo quản của mình, ví dụ mình để lâu quá, do mật ong tiếp xúc với lại không khí thì nó sẽ bị oxy hóa, dần nó sẽ chuyển qua màu đen, như vậy là nó cũng giảm bớt chất lượng. Nhưng mà không hẳn là mật ong màu đen thì mình không thể sử dụng. Nếu như mật ong đã chuyển sang màu đen mà vẫn có vị ngọt thơm thì mình vẫn có thể sử dụng được. Nhưng mà mật ong chuyển sang màu đen mà đã có vị đắng, còn cái vị chua thì là đã bị hư rồi, thì mình không thể sử dụng được tiếp nữa. Một thắc mắc mà rất nhiều người tiêu dùng quan tâm đó là làm sao có thể phân biệt được mật ong thật và mật ong giả, hoặc là mình có cái cách nào để mà mình có thể thử được và nhận biết được mật ong giả hoặc là mật ong thật không ạ? Mật ong thật và mật ong giả thì mình rất khó phân biệt bằng mắt thường. Thì thường là đầu tiên mình có thể nếm thử thì mật ong thật á, cái vị của nó sẽ ngọt thanh và nó không có khé cổ, còn mật ong giả thì nó sẽ có mùi lạ, và khi mình nuốt thì sẽ có cảm giác nó khé khé, mùi nó lạ. Với lại khi mà mình sờ thử thì mật ong thật nó rất là mịn, nó không có lợn cợn, còn mật ong pha thì nó sẽ có những cái tạp chất lạ. Thì mình có thể thử bằng giấy thấm. Đầu tiên là mình có một tờ giấy, thì mình sẽ lấy một giọt mật ong mình nhỏ lên tờ giấy đó, thì mật ong thật nó sẽ thấm rất là chậm qua tờ giấy, và khi chị nghiêng thì sẽ lăn hạt tròn xuống. Còn mật ong giả thì chị nhỏ một cái là nó thấm xuống tờ giấy luôn, là một cách. Cách thứ hai là mình có thể dùng một cái sợi thép nhỏ thôi, mình hơi nóng nó lên, mình nhúng vào trong cái chén mật ong, đổ vào cái chén nhỏ, mình nhúng vào chén mật ong. Thì nếu mà mật ong thật á, thì có một cái làn khói nhẹ thôi, nó bay lên là nó hết liền, tức là cái hàm lượng nước của nó rất là thấp. Còn mật ong giả pha nhiều nước, thì khi mà mình nhúng vào á, để thấy khói bay lên sùi bọt rất là nhiều. Một cái cách nữa là để mình phân biệt dễ hơn, đó là mình dùng cái cọng hành lá. Hành lá, cái cọng hành chứ không phải cái đầu hành, thì không rửa gì hết, để nguyên cắt một cái khúc đoạn nhỏ thôi, khoảng 5-7 cm, mình nhúng vào trong mật ong để ra 3-5 phút. Khi mình lấy lên để nhiễu mật ong xuống hết rồi thì cọng hành nó sẽ bị héo đi. Và cách tiếp theo là mình có thể sử dụng một cái trứng gà. Mình chỉ lấy lòng đỏ thôi, mình cho vào cái chén rồi mình cho mật ong ngập mặt trứng gà, để từ 5-8 tiếng, chị xem lại thì cái lòng đỏ trứng gà nó sẽ xe lại, nó chín, mình có thể ăn luôn được, rất là bổ. Hoặc là một cách rất là đơn giản, chị có thể đổ mật ong ra một cái chén nhỏ, để vào ngăn đá tủ lạnh. Chị chú ý là để vào ngăn đá thì 24 tiếng đồng hồ sau chị lấy ra. Nếu như là mật ong thật nguyên chất thì nó sẽ chỉ dẻo lại như cái mặt nha thôi, chứ không có đông đá. Còn nếu như là mật ong giả được pha nước rồi thì nó sẽ đông cứng lại như đá. Đó là cách đơn giản nhất để mình phân biệt. Và còn nhiều cách nữa, nhưng mà đây là những cách dễ thực hiện nhất để mọi người có thể tự thử tại nhà để phân biệt mật ong thật giả. Khi mua mật ong thì người tiêu dùng cần lưu ý những điều gì để lựa chọn được sản phẩm mật ong chất lượng ạ? Hiện nay trên thị trường rất là nhiều sản phẩm mật ong trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như là họ đóng trong những cái chai lọ thấy bằng nhựa tái chế không có hợp vệ sinh. Thì lưu ý người tiêu dùng khi mà muốn chọn lựa một sản phẩm mật ong để mà chất lượng ưng ý, thì mình có thể đầu tiên là mình có thể chọn lựa trước những cái thương hiệu, những cái công ty có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem nhãn mác, để mình có thể có một cái sự bảo đảm về pháp luật, cũng như là những cái công ty mà đã có được chứng nhận của Bộ Y tế để mình có thể bảo đảm sức khỏe cho bản thân. Thì thế, với một cái vài cách mà em vừa chia sẻ như trên để mình có thể thử mật ong, thì người tiêu dùng nên thử mật ong trước khi mua để mình có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Không có gì bằng thử trực tiếp. Rồi khi mà mua sản phẩm mật ong thì mình nên chú ý đến những bao bì của nó, đựng trong những cái chai thủy tinh hoặc là những chai nhựa mà polyester không trơ với thực phẩm, phải chọn những cái dụng cụ đựng sạch sẽ, vệ sinh thì nó mới an toàn sức khỏe. Thì nếu như mà mình sử dụng những cái chai lọ nhựa tái chế hoặc là thủy tinh tái chế thì có thể mật ong dù là nguyên chất vẫn sẽ bị nhiễm độc, thì khi sử dụng sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà đối với lại mật ong trong chai thủy tinh với lại chai nhựa thì nó có cái gì khác nhau? Thật ra thì chất lượng nó như nhau, nhưng mà để mình bảo quản lâu hơn thì mình nên sử dụng chai thủy tinh. Còn chai nhựa thì phải là nhựa không tác dụng thực phẩm, chứ đừng có sử dụng nhựa tái chế. Nhưng mà sử dụng thủy tinh vẫn tốt hơn, còn chai nhựa thì mình có thể bảo quản trong 6 tháng, không ảnh hưởng gì. Đối với lại cách sử dụng mật ong và bảo quản mật ong như thế nào để nó không có bị biến chất khi mình sử dụng ạ? Và bảo quản mật ong thì mật ong mà cái nhiệt độ lý tưởng nhất để mình bảo quản là từ 21-26°C. Thì khi bảo quản mật ong tốt nhất là mình đựng trong những cái chai thủy tinh hoặc là sành sứ, để ở những nơi mát hoặc trong bóng tối, tránh tiếp xúc trực tiếp ánh sáng cũng như là những cái nơi nóng, để mật ong tránh xa những cái gia vị thực phẩm có mùi giống như hành tây hay là tỏi, nước mắm. Tại vì mật ong nó sẽ hút mùi của những thực phẩm này, làm những mùi mật ong thì nó sẽ không có thơm ngon nữa.
như là mình để nóng thì mật ong nó sẽ bị biến chất đi, nó cũng sẽ màu bị màu xuống màu đen hơn. Và không, bà không nên bảo quản mật ong trong tủ lạnh, nó cũng làm mất một số thành phần dưỡng chất cũng như vitamin của mật ong. Nhiệt độ trong tủ lạnh là nhiệt độ mật ong dễ kết tinh thì nó sẽ làm cho mật ong có, trong nhân gian người ta vẫn nói là lắng đường, nhưng mà thực ra là mật ong nó ở cái nhiệt độ đó thì nó sẽ bị kết tinh lại, giống như là mình ở những cái vùng lạnh đó chị, giống như ở ngoài Hà Nội và những mùa đông thì mật ong để nó cũng sẽ bị kết tinh như vậy. Nhưng mà nếu mật ong nguyên chất khi mà kết tinh như vậy thì chị chỉ cần ngâm trong nước nóng, không nước ấm, ngâm ở nước ấm ở nhiệt độ 60 đến 70 độ C thì sẽ tan ra. Còn nếu như mà là đường thì chị phải chỉ ngâm ở nhiệt độ đó nó không tan được. Đó là cách thôi, cũng là một trong những cách để mình không bị. Ngoài sản phẩm là mật ong lỏng ra thì mình có những cái loại mật ong nào khác không ạ? Trên thị trường thì có mật ong đã được tách sáp ra rồi, lấy mật ong giống như mình ở đây là mật ong lỏng, không mật ong không. Còn ngoài ra còn có thể bán mật ong kèm nguyên tổ sáp, thì cái tổ sáp này là sáp ong non. Mọi người mua về có thể tách xa, tách mật ong ra, bắt ra rồi lấy cái tổ sáp đó ăn luôn, cũng là một thực phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Thế chị Yến Nhi, ngoài thị trường hiện nay người ta hay nhắc đến cụm từ là sữa ong chúa. Vậy sữa ong chúa là gì và nó có tác dụng gì ạ? Cái sữa ong chúa này là do trong một tổ ong thì sẽ có một con ong chúa. Thì cái nhiệm vụ của những con ong thợ là sẽ nuôi con ong chúa này, thì nó sẽ đi lấy phấn hoa về để nó tiết dịch ra một cái chất dịch đặc biệt. Chỉ có ong chúa được ăn thôi chứ ong thợ không được ăn. Thì cái chất dịch này con ong chúa nó ăn nó sẽ sống, cái thời gian tuổi thọ của nó sống sẽ gấp 40 lần con ong thợ. Thì hiện nay mình đã có một cái phương cách để mình nuôi được cái sữa ong chúa này. Khi mà mình sử dụng những nụ ong, ấu trùng ong giả để mình giả ong chúa, thì những con ong thợ sẽ tiết cái dịch ra. Thì mình đã thu hoạch được cái sản phẩm ong chúa này, thì nó rất là cao cấp. Sản phẩm này là sữa này là chất dịch để nuôi con ấu trùng ong chúa sống, chứ không phải là sữa của con ong chúa, nhưng mà mọi người đều gọi là sữa ong chúa, là sữa để nuôi ong chúa. Thì cái chất này rất là tốt cho sức khỏe, nó có thể làm đẹp da cũng như như là một dạng thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa một số bệnh, cải thiện hệ sinh lý cũng như là giúp ăn ngon, ngủ ngon, chữa hỗ trợ chữa hiếm muộn. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Bảo Anh, xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. SNTV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới.